mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top chuyện hot. Nhắc lại tập trước, Khương ngênh đánh cực với Châu Dịch nếu cô chơi gôn thắng anh thì chuyện mời lão Lý xuất sơn giúp cô. Nhưng cô lại để thua anh, cô có chơi có chịu cô sẽ tự nghĩ cách khác. Lúc chuẩn bị rời đi không ngờ lại đụng phải quan lôi. Cô gái nhỏ này chơi bóng khá tốt, không kém thằng nhóc Châu Dịch này là mấy. Quan lôi nghe vậy liền mỉa mai. Quản lý Khương à vì tìm người thay thế tôi cô phải lao tâm khổ tứ rồi. Tiểu quan cháu quen cô bé này à? Quen à, đây là giám đốc Khương Nganh bộ phận quan hệ công chúng của Châu Thị. Hai năm nay rất nổi tiếng ông Lý ông không biết ư. Nghe vậy lão Lý quay ra liếc Châu Dịch, người của công ty cậu mà cậu làm như không quen biết. Châu Dịch vẫn mặt dày đáp không quen, bất đắc dĩ bị vạch trần Khương Nganh liền tiến lên chính thức giới thiệu với lão Lý. Tôi rất xin lỗi ngài tôi đốn mời ngài xuất sơn làm khách mời đặc biệt trong tiệc cuối năm của Châu Thị lão lý nghe xong thì quay người đi từ chối tôi lớn tuổi rồi không thích náo nhiệt cô khương vẫn là tìm người khác đi vậy là ba người kia bỏ đi trước quản ký khương giờ chúng ta phải làm sao cô chưa từ bỏ liền bảo trợ lý đi theo họ kết quả ba người kia đến khách sạn dùng bữa tối còn khương nghênh và trợ lý thì đứng ngoài đợi quan lôi còn trêu chọc nói quản lý khương thật là tận tâm với công việc không sợ lạnh sao thấy vậy lão lý lại hỏi châu dịch cậu thật sự không quen cô gái bên ngoài kia sao lần này châu dịch chỉ giữ im lặng không lên tiếng phủ nhận nữa quản lý khương bọn họ cố ý phải không đã hai tiếng rồi mà vẫn chưa ăn xong là chúng ta đang cầu xin người ta giúp nên người ta có quyền có thái độ cũng là chuyện bình thường xin hỏi khương tiểu thư P.S. là vị tiên sinh ở bàn kia ạ à? chị khương ông trời không phụ lòng người ừ Ông Lý xin cảm ơn nước gừng lúc nãy của ông. Ông Lý ngỡ ngàng nghe vậy liếc ngay sang Châu Đích. Ồ chuyện nên làm thôi, dù sao cũng không thể để hai cô gái ở bên ngoài trời tuyết. Ông Lý tôi thành thật xin lỗi chuyện tiếp cận ngài hôm nay, nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể xem xét chuyện tôi đã nói. Cô gái này thú vị đó, tên gì nhỉ, Khương Ngênh đúng không? Vâng, cô nhanh chóng đưa danh thiếp cho lão Lý. Giờ hiếm khó có cô gái nào kiên nhẫn như vậy. Giờ toàn là các cô gái đỏng đánh không thể chịu khổ. Không thể đánh mắng, quan lôi phía sau nghe vậy có chút trột giả. Lên xe lão Lý mới hỏi Châu Dịch. Nè nước gừng ba nãy là cậu sai người đem đến đúng không? Thấy Châu Dịch không phủ nhận. Lão Lý liền vỗ vai cậu đó. Tôi làm sao chứ? Ta thấy Khương Nganh kia là người chín chắn cứng rắn chưa chắc cậu đã làm gì được đâu. Vậy mà Châu Dịch thẳng thắn tuyên bố đã làm từ lâu rồi khiến Lão Lý đứng hình. Lão Lý sau đó chả miếng nói, làm rồi cũng vô ích, tôi thấy người ta có thích cậu đâu. Lão già mồm miệng như vậy bảo sao chú không có bạn trong giới showbiz. Tên khốn này tính cậu như vậy chẳng trách không có người phụ nữ nào thật sự yêu cậu. Hai bên lời qua tiếng lại đấu khẩu không thôi. Sau khi đưa lão Lý về nhà, trợ lý liền hỏi anh Châu tổng giờ chúng ta đi đâu? Anh dặn trợ lý đưa Quan Lôi đến sân bay. Em không về. Em cả ngày cứ chạy theo một người đàn ông đã kết hôn để làm gì? Sau này tin anh đã kết hôn lộ ra thì em chính là người chịu thiệt thôi. Anh không định cùng cô ta ly hôn sao? Không thể. Đồng thời tại khách sạn lúc này trợ lý cùng Khương Nganh có lẽ đều bị cảm rồi. Hai người liên tục hát hơi vì lạnh. Khương Tổng giờ em thấy chị thật gần gũi, không lạnh lùng như ở công ty. Cô nghĩ đó là cô ngại giao tiếp thôi lúc này có người bấm chuông trợ lý nghĩ đồ ăn họ gọi đến rồi nào ngờ mở cửa ra là châu tổng mặt lạnh xếp khương của cô đâu chị ấy đang ở bên trong có chuyện gì sao ăn tối không vừa hỏi anh vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô không ăn không muốn ăn cũng phải ăn để anh bảo trợ lý mang đồ ăn đến sau đó anh thông báo hôm nay không có phòng nên sẽ ngủ ở chỗ cô. Anh làm Khương Nganh bị sốc sặc cả nước. Trợ lý của Khương Nganh thì không tin vào tay mình. Cái gì cơ châu tổng nói tối nay ngủ ở đây ư, ư để tôi gọi đặt phòng cho anh. Không cần đâu, anh ở chỗ em cũng được. Trợ lý hí hửng khi nghe được tin tức này, oa dưa này to quá, không ngờ Khương Tổng và Châu Tổng yêu nhau bí mật sao. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta nói chuyện chút đi nhưng anh lại đột nhiên kéo cô ngồi lên đùi anh em nói đi có phải anh đề phòng tôi gây bất lợi cho châu gia không sao em lại nghĩ vậy anh đã biết chuyện tôi bí mật điều tra châu gia nên dạo gần đây luôn xuất hiện trước mặt tôi đúng không em nghĩ lý do tôi xuất hiện trước mặt em là vậy à chẳng lẽ không phải ư tôi đã nói rồi em muốn làm gì tôi đều không can thiệp vậy anh đây là sao tôi muốn ngủ với em anh nói cái gì vậy? Tôi muốn ngủ với em, anh điên rồi sao? Em muốn tôi điên sao? Cô nhớ lại đêm đầu tiên đó cũng không tệ. Thấy cô im lặng, Châu Dịch bắt đầu hành động, tay liền chui vào áo cô. Cô vội ngăn lại nói, em không muốn mối quan hệ của chúng ta thêm phức tạp. Nóng. Chuyện tốt bị phá hỏng nên Châu Dịch tức giận chút lên trợ lý. Cậu đói lắm sao? Trợ lý của anh vội liếc Khương nghênh cầu cứu. Khương tổng trị mau cứu tôi nhưng cuối cùng anh cũng ngồi xuống ăn chung thấy khương nghênh lại ho anh liền hỏi uống thuốc chưa lát nữa em sẽ đi mua để anh bảo trần chết đi mua cho em tối nay anh đặt phòng khác đi ở chung sẽ bị lây đó không sao sức khỏe anh rất tốt trợ lý tôi thèm muốn cơ thể anh ấy câu trả lời của cô khiến trợ lý chỉ biết câm nín đồng tình